AFF Cup 2018, ai biết số phận thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ ra sao? Bài viết của tác giả quê hương được đăng trên trang trên trên mới. Trong trận đấu lượt về vòng bán kết AFF Cup năm 2018 giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và đội tuyển Philippines diễn ra vào ngày 6 tháng 12 vừa qua trên sân vận động Mỹ Đình, khán giả truyền hình đã được thấy thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng khôn xiết khi các cầu thủ Việt Nam ghi hai bàn vào lưới đội Philippines. Ống kính truyền hình của VTV cũng như đã phục sẵn để chờ khoảnh khắc như vậy. Đúng là một chiến thắng nghẹt thở và hình ảnh của ông Phúc hôm đó khiến cho nhiều người nhớ lại hình ảnh người tiền nhiệm của ông là Nguyễn Tấn Dũng bật dậy ăn mừng và được mọi người bắt tay chúc mừng khi đội tuyển Việt Nam ghi được bàn thắng vào phút cuối trên sân vận động Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về với Thái Lan cách đây đúng 10 năm. Và với bàn thắng đó, đội tuyển Việt Nam năm ấy đã đoạt được chức vô địch AFF Cup. Năm 2008 Để rồi đích thân ông Dũng bước lên bục Trao cúp cho đội tuyển Việt Nam Trong màn ăn mừng rực rỡ cờ hoa và pháo sáng Có lẽ lúc ấy Ông Dũng cũng không ngờ rằng Đó là phút giây huy hoàng và vui vẻ nhất Mà ông có được Trong suốt lần chục năm làm thủ tướng của mình Để rồi giờ đây Hầu hết các đệ tử trung thành với ông như Trần Đại Quang, Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh Vũ Huy Hoàng, Bùi Quang Vinh Người thì bị đầu độc, kẻ thì bị kết án tù Người thì bị kỷ luật đảng và chưa biết sẽ ra sao. Bản thân ông Dũng sinh mệnh chính trị cũng như cá nằm trên thớt và chỉ chờ nhát chém cuối cùng. Nói câu chuyện của đồng chí X để thấy, ngày hôm nay bóng đá vui lắm nhưng chưa biết thời gian tới anh Phúc có thể cười được hay không. Bởi sau cái chết được báo trước của ông Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng đã củng cố thêm quyền lực vô song của mình với chức tổng bí thư và chủ tịch nước qua đó thâu tóm hoàn toàn quyền lực và khiến cho chiếc ghế thủ tướng của ông Phúc giờ chỉ là chiếc ghế nhựa. Và việc đẩy đổ chiếc ghế ấy chỉ là chuyện hết sức cỏn con. Nhị thể hóa thiết chế nguyên thủ, bài viết của tác giả Hoàng Tự Minh. Tháng 10 năm 2018, tôi có đọc một bài báo hay trên tiếng dân, ghi chú vài thiết chế về nguyên thủ hiện nay của tác giả Nguyễn Trương MT. Khi đó ông trọng vẫn trung thành với cái từ nhất thể hóa sau đó ông cho biến mất và thay bằng cái mát một thân giả, hai vai gánh vác non sông. Từ giữa năm 2019 trở đi, một suất lương của ông Trọng là 19 triệu 370 ngàn đồng. Ông ăn hai lương, lấy máy tính Casio nhân lên thì thành 38 triệu 740 ngàn Việt Nam đồng. Trước đó là 36 triệu 140 ngàn Việt Nam đồng. Hệ số lương của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Trọng. Hệ số lương của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là 13.0 hệ số lương của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng là 13.0. xưa kia còn cái làng tứ trụ, lương của hai trụ Ngân và Phúc là thấp nhất, có 12,5, thành 18 triệu 625 000 Việt Nam đồng. Giờ đây ông là bố tướng, hai cái hệ số lương đẳng cấp nhất thì đã về tay ông. Đây là tôi nói mỏ thôi. Chắc gì ông đã ngửa tay, nhận hai suất lương có rất nhiều tờ, mệnh giá tiền 500 ngàn maximum còn mới và thơm mực in, nhưng rất ngai ngái mùi mồ hôi của dân lao động. Nếu có ai phủ nhận và cho đó là từ đồng tiền kiến tạo chắc chiêu từ các nhà tư bản đỏ, thì tôi phải cái lại, đó cũng chính là đồng tiền hút máu của dân. Tôi biết ông vất vả ngày đêm 8 tiếng nhân đôi, vấn đề này là rất tình huống vì đây là hai cơ chế, hai cơ quan khác nhau. Nếu kiêm thì vai nào chính, vai nào phụ. Nói thế là không chuẩn và cũng không nên nói là nhất thể hóa. Theo ông, nôm na thì đây là bầu cho một người để làm hai công việc này. Nhưng nẻo đường và phụ chủ tịch của ông, theo vạn dân là không đường đường chính chính. Thời trẻ châu, tôi mê đọc truyện võ hiệp Trung Hoa, nhớ có một nhân vật luyện công phát triển năng lực phân tán, ngược đời với năng lực tập trung. Nhân vật này có khả năng phân tán cao độ như có thể trong cùng một thời gian, tay trái vẽ vòng tròn, tay phải vẽ một hình vuông. Còn ông, tay bút nào cho văn kiện đại hội đảng, tay bút nào cho lệnh ân xá tử dân oan. Ông nhậm chức đến hôm nay là đúng 51 ngày, ông chưa đi thăm hoặc là ngồi một chỗ hỏi han sơn đen thiên tai lũ lụt. Ông chỉ là người miệt mài đi xây dựng cái đảng chết tiệt còn hắn còn mình và vì một đại cục u ám sân sau nào đó mà chỉ có đảng mới biết. Nếu nói đảng và nhà nước là một thì nên giải tán chính phủ hoặc là xóa sổ đảng Cộng sản Việt Nam, không nên kéo dài mâu thuẫn và nuôi kép hai bộ máy rất vô duyên và hao tổn quốc khố. Nhà nước chính là quốc gia, không có lý gì đảng bạo hành chính quyền và dân tộc toàn diện như vậy. Có nhiều vị ở quốc nội lẫn quốc ngoại rất nhầm lẫn khi tán thành ông Trọng làm một lúc hai công việc chỉ để đánh tham nhũng được tốt và kỹ hơn thì đó chính là trò mỹ dân rung cây dọa khỉ đất nước này sâu bệnh cả từ lấy sắn nương khoai sản phẩm hoa màu không đủ tiền mua thuốc trừ sâu cho nông dân vốn nghèo nghèo đến nỗi bỏ cả ruộng đi cày làm thuê kiếm bữa còn chuyện tham ô nhũng nhiễu ở nước của ông nhiều như quân nguyên sao mà dẹp được vì chính cơ chế xấu đẻ ra một thể chế không đẹp nếu ông dám để pháp luật lôi thẳng cổ tất cả những thằng đảng viên biến thái ra trước tòa, xử thẳng thừng mà không cần kỷ luật đảng can thiệp, dùng túng trước quốc pháp một bước, thì tôi tin rằng đại nạn đó sẽ chẳng bao giờ còn. Thật ra ai cũng hiểu, đây là một đất nước đảng trị không thuần Việt, nhưng không dám nói ra vì sợ đòn thù cộng sản dã man. Ông coi đó, ông ca trị dân bằng súng ống, rùi cui, cha tấn, roi vọt, bịt mắt, bịt mồm, thì ngay như thằng trẻ trâu cũng làm được tuốt mà không cần đến ông. Ông chống tập trung quyền lực, nhưng chính ông lại là kẻ thâu tóm quyền lực bằng đòn phép phân tán, lấy thịt đè người. Đất nước do Cộng sản Việt Nam các ông lãnh đạo đã trở nên bê bết, bị bậm, lừa lọc hơn bao giờ hết. Như sắp đến ngày tận thế, cùng nhau dối trá để cùng nhau trường tồn. Nguyễn Phú Trọng Nam Tiến đốt lò và tình cảnh anh ba, anh hai. Bài viết được đăng trên trang Người Việt Online. Từ Nguyễn Hữu Tín đến Nguyễn Thành Tài. Một sự trùng hợp có phần kỳ lạ đã xảy ra trong chiến dịch đốt lò và giai đoạn 3 năm tiến của Nguyễn Phú Trọng. Ngày 8 tháng 12 năm 2018, thêm một đệ ruột của bố già Lê Thanh Hải là cựu phó chủ tịch thường trực thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài bị khởi tố và tống sam vì tội danh mà về danh nghĩa là vi phạm quản lý đất đai, nhưng thực chất rất có thể là Tài đã ăn bẩn trong ít nhất việc duyệt bán một khu đất vàng cho doanh nghiệp mà không qua đấu giá đúng một năm trước, cũng vào ngày 8 tháng 12, là Đinh La Thăng, quan chức vừa bị mất chức ủy viên Bộ Chính trị nhưng vẫn còn ghế ủy viên Trung ương, đã phải tra tay vào cổng mà không thể đi họp lớp cũ ở Ba Vì trong một buổi sáng đẹp trời. Nếu căn theo số mệnh lên voi xuống chó của Đinh La Thăng, Nguyễn Thành Tài và cái ngày mùng 8 tháng 12 tai nhiệt đó sẽ không thể tránh được triển vọng bị truy tố và phải nhận một bản án nếu không đến 31 năm tù giam như thăng, thì chỉ ít cũng phải một phần ba con số ấy. Tính đến nay, Nguyễn Thành Tài là cái tên thứ hai sau một quan chức đồng cấp khác là cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín, mà đã khiến anh hai nhật là Lê Thanh Hải mất đất hai đệ ruột ngày 19 tháng 11 năm 2018, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn hữu Tín về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó vào ngày 18 tháng 9 năm 2018, ông Tín đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố vụ án hình sự, nhưng chưa bị bắt mà tại ngoại hồ tra như vậy, Nguyễn Hữu Tín đã bị khởi tố thêm một tội danh, một tín hiệu rất quan trọng cho thấy vụ án của ông ta và những quan chức đồng phạm không chìm xuồng mà sẽ mở rộng và phát triển với không án tù giam, có thể tương đương với mức án tù ban đầu của Vũ Nhôm là khoảng một chục năm. Từ khi Lê Thanh Hải còn tại vị như một bú giả ở Sài Gòn và kể cả sau khi anh hai mất chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2015, Nguyễn Hữu Tín được rất nhiều dư luận xem là đệ ruột của ông Hải. Tuy không được đánh giá có tài sản cá nhân mập như Lê Thanh Hải, nhưng Nguyễn Hữu Tín cũng được xem là một trong những quan chức giàu có, đến độ có thể chẳng nhớ nổi nhà và đất kim ngân của mình được tích cóp hay vơ vét từ những phi vụ nào. Một dấu hỏi lớn bật ra là vì sao bị khởi tố từ ngày 18 tháng 9 nhưng phải đến 2 tháng sau Nguyễn Hữu Tín mới bị bắt, trong khi lẽ ra một quan chức cao cấp ăn bẩn và ăn nhiều như Tín đã phải tra tay vào còng từ lâu. Dấu hỏi tương tự có thể khớp vào trường hợp của Nguyễn Thành Tài bị thanh tra chính phủ kết luận về hành vi sai phạm liên quan đến khu đất vàng từ giữa năm 2018. Nhưng vì sao cho đến nay Tài mới chính thức bị công an bắt? Anh Ba, không biết vô tình hay hữu ý, hai vụ Bộ Công an bắt Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài xảy ra chỉ ít ngày sau cái chết đột ngột và đầy nghi vấn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang bằng chứng rõ nhất để củng cố cho giả thiết biến động quyền lực và hồi tố thời hậu quang là vụ Trần Bắc Hà bị bắt tại Campuchia. Cho tới nay, anh ba x Nguyễn Tấn Dũng đã bị mất hai tướng rất tác lực là Trần B và Trần Bắc Hà. So với Trần B, Trần Bắc Hà có giá hơn, bởi nếu Trần B chỉ là một đại gia ngân hàng và mang bản tính khá hiền khi chịu bỏ khá nhiều tiền xây chùa chiền và làm công đức thì Trần Bắc Hà lại là một tay tài phiệt lưu manh theo đúng nghĩa của nó thao túng giới ngân hàng và doanh nghiệp theo dạng côn đồ. Thậm chí, Hà còn ngông cuồng đến mức dám cho tay chân thỉnh, mà thực chất là hành vi ăn cướp một tượng Phật 500 năm tuổi trong một ngôi chùa ở Lào để mang về Việt Nam. Không chỉ có thế, Trần Bắc Hà còn thao túng cả chính giới Việt Nam, qua mặt nhiều quan chức cấp ủy viên Trung ương và cả ủy viên Bộ Chính trị, để Hà được xem là dưới một người nhưng trên vạn người. Trần Bắc Hà được cho là tay hòm chìa khóa của gia đình Nguyễn Tân Dũng cộng với những đồn đoán về mối quan hệ được xem là hữu cơ giữa Trần Đại Quang và Nguyễn Tân Dũng, vụ bắt Trần Bắc Hà đã chuyển một thông điệp lớn đến trước cửa nhà anh Bã ích, Cựu thủ tướng Nguyễn Tân Dũng không hề an toàn. Hơi nóng hầm hập của cửa lò cứ ngày càng làm cho đinh ốc cửa nhà ông Nguyễn Tân Dũng muốn bật tung ra. Vào năm 2017 và lan cả sang năm 2018, có hai cái tên trong gia đình Nguyễn Tân Dũng đã bị điểm danh là Nguyễn Thanh Phượng, Ngân hàng Bản Việt và Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Kiên Giang. Chỉ chưa biết là đến khi nào hai con chức này bị lên thớt. Vào tháng 12 năm 2018, cùng với tin ngoài lề về vụ hai vợ chồng Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và là đệ ruột giá trị nhất được Lê Thanh Hải cài cắm trong cơ quan này, kéo nhau ra một tòa án địa phương để ly hôn. Người ta cũng chứng kiến một động tác được xem là tẩu tán tài sản. Khi công ty chứng khoán bản Việt của Nguyễn Thanh Phượng thoái toàn bộ vốn khỏi công ty Savimex. Anh Hai Khá tương đồng với tình cảnh của Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải đã mất hai thủ hạ thân tín là Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài. Với việc những đàn em của Lê Thanh Hải là Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài bị bắt, tất thành càng có thể bị bắt, số phận Lê Thanh Hải, gia tộc Lê Thanh Hải đang lộ ra những dấu hiệu khá rõ về sự sụp đổ trong một ngày không còn xa nữa. Để cá nhân Lê Thanh Hải gần như chắc chắn phải được kết thúc như một công đoạn đầu tiên để dẫn tới cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng. Chưa kể hàng loạt thân nhân của Lê Thanh Hải bị điểm danh kẻ đầu tiên trong gia tộc Lê Thanh Hải bị đảng làm lông là Lê Tấn Hùng. Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Shakri và là em ruột của Lê Thanh Hải. Vào tháng 3 năm 2018, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh bất chợt công bố kết luận thanh tra về việc Lê Tấn Hùng đã chi khống 13,3 tỷ đồng, một dấu hiệu hầu như chắc chắn là nếu không biết điều, Lê Tấn Hùng sẽ đi thẳng vào nhà giam. Chỉ 5 ngày sau vụ Lê Tấn Hùng, đến lượt con trai cựu bí thư Lê Thanh Hải là Lê Trương Hải Hiếu, thành ủy viên, phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận 12, bị ủy ban kiểm tra thành ủy thành phố Hồ Chí Minh công khai thi hành kỷ luật. Theo đó, ông Lê Trương Hải Hiếu đã vi phạm trong việc có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung, nhưng chậm báo cáo với tổ chức. Ban thường vụ quận ủy quận 12 đã quyết định kỷ luật ông Lê Trương Hải Hiếu bằng hình thức khiển trách ngày 20 tháng 11 năm 2018, báo Đảng Thanh niên đăng bài về Học viện cán bộ thành phố Hồ Chí Minh và Trương Thị Hiền như một cách tôn vinh ngày nhà giáo Việt Nam. Có dấu hiệu thông đồng gói thầu hàng trăm tỷ tại Học viện cán bộ thành phố Hồ Chí Minh. Báo Thanh niên giật tít như thế và có chú thích rằng bà Trương Thị Hiền là phu nhân của cựu ủy viên bộ chính trị, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải. Tuy nhiên sau đó, đoạn chú thích này đã biến mất còn tựa đề được đổi thành hủy bỏ kết quả đấu thầu tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Với trường hợp Trương Thị Hiền, cho đến nay, Đảng đã đụng chạm đến hầu hết những người thân của Lê Thanh Hải, thích chặt hơn nữa vòng vây đối với cựu quan chức cao cấp có tục danh là Hải Heo. Lê Thanh Hải từng được một số dư luận đồn đoán là một trong những quan chức cộng sản giàu nhất Việt Nam, đặc biệt là mối quan hệ đặc biệt giữa ông Hải và bà Trương Thị Mỹ Lan của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Lê Thanh Hải cũng từ lâu bị xem là một tội phạm gây gớm trong vụ ăn đất thủ thiêm mà đã đẩy hàng chục ngàn gia đình ở khu vực này và cảnh bị cướp đất, màn trời chiếu đất và bị biến thành dân oan đất đai bất đắc dĩ. Hàng chục năm trời rồng rắn kéo nhau đi khiếu nại tố cáo từ Bắc Chí Nam. Kỷ niệm ngày 8 tháng 12 và thời gian này và đặc biệt là sau cái chết của Trần Đại Quang, những nước cờ tuần tự và có vẻ khá chắc chắn của Nguyễn Phú Trọng đang áp sát cựu bí thư Lê Thanh Hải. Tương tự những nước đi của ông Trọng, đối với gia tộc Nguyễn Tấn Dũng, chỉ sau sự kiện chủ tịch nước Trần Đại Quang chẳng may qua đời, dù đã được tận tình cứu chữa. Hàng loạt vụ việc mà trước đó tưởng như bế tắc và chìm xuồng như vụ Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, vụ thế lực và đường dây nào bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài và mới đây nhất là vụ Trần Bắc Hà mới được khởi tố. Nguyễn Hữu Tín chính thức bị bắt rồi người đầu tiên trong đường dây Trịnh Xuân Thanh là Đường Hùng Cường cũng vừa bị bắt còn bây giờ là Trần Bắc Hà và Nguyễn Thành Tài. Đã rất rõ là bàn cờ giai đoạn 3 của đốt lò Nguyễn Phú Trọng đang đánh thẳng vào Sài Gòn trước khi tiến tới một số tỉnh thành miền Tây Nam Bộ. Giai đoạn này có thể sâu hiểm nhất, sát máu nhất, kể cả là tàn nhẫn nhất kể từ đầu chiến dịch đốt lò. Nhiều quan chức Nam Bộ sẽ chính thức vào lò và làm bạn chăn kiến với Đinh La Thăng. Không loại trừ khả năng chính Nguyễn Phú Trọng, một thâm nhợ Bắc Hà đã chọn ngày mùng 8 tháng 12 năm 2018 cho bắt Nguyễn Thành Tài để kỷ niệm ngày bắt đinh la thăng và như một hàm ý lịch sử lặp lại vụ đinh la thăng và mở màn cho một giai đoạn đốt lò nóng bỏng mới